Và ngày hôm nay thì Đan Nguyễn đang có mặt ra mắt bộ phim Ác Mãn Kinh Hoàng phần 2. Mình rất là thích phần 1 và đặc biệt là mình thích những cái kiểu phim mà dựa trên câu chuyện có thật. Và mình muốn đi coi phim này ngay lập tức liền. Cảm giác vẫn còn rất là sướng và hơn cả sự mong đợi của mình nữa. Xem hết hoàn toàn 100% và không nhắm mắt. Cái thở mình phải ngừng lại luôn để mà theo dõi cái mạch của câu chuyện. Và la cũng nhiều hơn những bộ phim khác. Nội dung phim nó có ý nghĩa và nó có cái giá trị nhân văn. Nó kinh dị hơn, nó về mặt tâm lý nhiều hơn.